Các bạn thân mến, các bạn lưu ý nha, cái này là bên mình chỉ bán hộp giấy thôi. Hộp giấy có nghĩa là cái hộp như là để mình đựng cái ống chiết nước hoa. Cái ống này là khoảng 5 ml và 8 ml. Cái ống này là 8 ml này, mình đựng được 8 ml và 5 ml. Thì cái này á, thì bên mình chỉ bán cái hộp giấy nha, không bao gồm, các bạn lưu ý là không bao gồm cái ống này nha. Tại vì nhiều bạn đặt mua hộp giấy, mình có ghi chú rõ ràng là không có bao gồm ống chiết, mà các bạn vẫn tiếu nại bên mình là không có cái ống chiết. Nếu mà các bạn mua ống chiết thì các bạn đặt riêng nha. Còn cái này á, là mình chỉ bán hộp giấy thôi nè. Đây các bạn lưu ý, đấy, hộp giấy này các bạn mua về là các bạn để các bạn đựng cái ống chiết. Đây, hộp giấy là như thế này. Khi các bạn mua về là nó chỉ là cái hộp giấy thôi, nó không có bao gồm cái ống chiết nha các bạn lưu ý là không bao gồm ống chiết. Nếu các bạn mua ống chiết thì các bạn phải đặt riêng nha. Mình rất là ghi rõ là không bao gồm ống chiết, và lưu ý là phần chi tiết sản phẩm lưu ý là không bao gồm ống chiết, và cái tựa đề cũng ghi là không bao gồm ống chiết, chỉ bán hộp giấy, nhưng mà các bạn cũng vẫn thiếu này bên mình nha.